Sau đây tôi xin hướng dẫn các chị em quy trình dọn dẹp một nhà vệ sinh sao cho nhanh và sạch các chị em nhé. Công việc đầu tiên các chị em nhớ cho tôi là chúng ta sẽ di chuyển toàn bộ đồ ở khu vực chậu rửa mặt và gương này ra phía bên ngoài, phải không ạ? Để khi chúng ta làm nó không bị rơi chất tẩy rửa vào, phải không ạ? Bước thứ hai chúng ta sẽ làm theo quy trình là gì ạ? Làm từ trên xuống dưới, phải không ạ? Nghĩa là chúng ta ở bước thứ hai này các chị em sẽ quan sát cho tôi ở vị trí phía trần của nhà vệ sinh này, phải không ạ? Khi các chị em quan sát mà phía trần này có mạng nhện thì chúng ta sẽ gì ạ? Quét mạng nhện xuống, phải không ạ? Đặc biệt trên phía trần của nhà khách hàng này thì bao giờ cũng có một cái quạt thông gió như thế này, phải không ạ? Thì các chị nhớ quan sát là nếu quạt thông gió mà bị bụi bẩn thì chúng ta cũng phải vệ sinh luôn, phải không ạ? Bước thứ ba chúng ta sẽ tiến hành lau đồ và vệ sinh các đồ dùng ở trong nhà vệ sinh, đúng không ạ? Và ở bước này chúng ta nhớ là chúng ta vẫn thực hiện theo quy trình là làm từ nơi sạch tới nơi bẩn và làm theo một vòng tròn các chị em nhé. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu công việc từ khu vực gương và chậu rửa mặt, chúng ta sẽ vệ sinh đầu tiên, phải không ạ? Tiếp theo chúng ta sang quay sang đây, chúng ta sẽ vệ sinh khu vực sen vòi, phải không ạ? Đấy, và khu vực giá để đồ, đúng không ạ? Đấy, bước tiếp theo ta quay sang bên này thì ta sẽ gì ạ? Vệ sinh toàn bộ phần tường các chị em nhé. Đấy, ta vệ sinh toàn bộ phần tường này. Ta quay ra đến đây, đúng không ạ? Đấy, ta quay ra đến đây thì ta gặp cửa, đúng không? Thì ta sẽ tiến hành gì ạ? Vệ sinh khu vực cửa này, lau chùi khu vực cửa, đúng không? Tiếp theo quay ra đến đây, chúng ta sẽ vệ sinh cái khu vực để giấy vệ sinh này, đúng không? Đấy, ta quay đến đây, đúng không? Đấy, thì ta sẽ vệ sinh gì ạ? Khu vực bồn cầu này. Như vậy là ta đã gì ạ? Làm theo thứ tự là từ nơi sạch tới nơi bẩn và ta quay, ta làm quay theo một gì ạ? Vòng tròn các chị em nhé. Chuyển sang bước thứ tư các chị em sẽ làm, đó là chúng ta sẽ vệ sinh toàn bộ phần sàn này các chị em nhé. Đấy, toàn bộ phần sàn của nhà tắm. Bước thứ năm khi mà chúng ta dọn dẹp khu vực nhà vệ sinh, đó là chúng ta gì ạ? Vệ sinh phần sen thoát nước này các chị em nhé. Xin chào tất cả các chị em ạ. Sau đây tôi xin hướng dẫn các chị em cách để ta dọn một nhà vệ sinh như thế nào cho nhanh và sạch các chị nhé. Bước đầu tiên, công việc đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị đồ dùng dụng cụ để chúng ta gì ạ? Dọn dẹp một nhà vệ sinh gồm những gì ta sẽ chuẩn bị sẵn ra, phải không ạ? Dụng cụ ở đây chúng ta sẽ sử dụng này, bao gồm nước kính ạ, ta để sẵn đây. Hai đó là kem tẩy đa năng, đúng không ạ? Ba đó là tay kính. Thứ tư đó là một chiếc bàn chải để ta chà sàn, đúng không ạ? Thứ năm đó là hai bông mút, một bông mút chúng ta đánh dấu lại, đúng không ạ? Đấy, để chúng ta khi mà chúng ta cọ chậu rửa mặt, cọ sen vòi chúng ta dùng riêng một bông, đúng không? Và một bông mút thứ hai là chúng ta để đánh tường và đánh nhà vệ sinh, đúng không ạ? Để ta dùng một bông riêng. Ta chuẩn bị sẵn ở đây một cái túi bóng như thế này để chúng ta gì ạ? Gom rác vào các chị em nhé. Đấy, ta để đây, sẵn đây, đúng không ạ? Và bộ khăn để chúng ta sử dụng quá trình chúng ta dọn dẹp nhà vệ sinh, và một chiếc xô nhỏ, đúng không, để chúng ta hòa nước tẩy rửa, hoặc là chúng ta gì ạ, dùng nước để chúng ta đổ ra để chúng ta chà sàn, phải không ạ? Bước thứ nhất là ta sẽ sử dụng cái giỏ này, đúng không, chúng ta chuyển toàn bộ đồ ở khu vực gương và chậu rửa mặt này ra bên ngoài các chị em nhé. Đặc biệt là bàn chải và cốc này chúng ta để riêng, chúng ta không để chung với các đồ khác, đúng không? Để đảm bảo vệ sinh các chị em nhé. Ta chuyển ra bên ngoài. Bước thứ hai chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh phần trần và gì ạ? Quạt thông gió các chị nhé. Ở đây là ta chú ý là cái phần tường trên cao này
chúng ta có thể dùng khăn ẩm để chúng ta lau luôn khi mà chúng ta vệ sinh cùng với trần, phải không ạ? Đấy, ta giặt con này ta vệ sinh luôn. Ta gập khăn gọn vào để ta có thể sử dụng được nhiều mặt khăn, phải không ạ? Phần tường phía trên này nó chỉ là bụi thôi nên các chị em có thể là sử dụng khăn ẩm để ta lau luôn. Ta nhớ là ta lau zig zag. Khu vực này có quạt thông gió đây đúng không? Các chị này vệ sinh luôn. Sau đó ta giặt lại khăn cho đảm bảo sạch sẽ phải không ạ? Ta vắt khăn khô đi, chuyển sang bên này. Ta cũng gập khăn gọn vào. Lau dích ra. Phần trên này tường nó chỉ là bụi thôi đúng không ạ? Nên là ta có thể sử dụng khăn ta lau như là lau đồ ấy. Đấy, và như vậy là ta đã lau gì ạ? Vệ sinh phần trần và phần tường sát trần đúng không ạ? Đó là chúng ta sẽ tiến hành lau đồ các chị em nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vệ sinh khu vực gương và chậu rửa mặt trước, phải không ạ? Chúng ta sẽ chuẩn bị này, nước kính phải không ạ? Tay gạt kính và một chiếc khăn, phải không ạ? Ta làm ẩm bề mặt của gương đi. Sau đó ta dùng khăn ta chà nước kính ra, đúng không? Để rửa sạch gương. Sau đó ta dùng gạt kính này. Ta gạt, phải không ạ? Và sau mỗi lần gạt ta lau tay gạt kính đi. Và đối với gương này chúng ta lên gạt ngang để tránh là nó đập xuống cái phần bên dưới này, phải không ạ? Sau ta vệ sinh xung quanh gương. Xuống đến chậu rửa mặt. Thì các chị em làm ẩm bông đi, đúng không ạ? Ta dùng kem tẩy đa năng. Ta cho mấy ít thôi các chị em nhé. Vào mặt xanh của bông ta chà ra, phải không ạ? Ta đánh từ trên xuống dưới, đánh cả trên cả dưới các chị em nhá, sen vòi này. Sau xuống phần chậu, chậu thì các chị em nhớ là ta vệ sinh cả phần bên trong và bên ngoài của chậu. Sau đó ta có thể sử dụng vòi sen, đúng không ạ? Ta sử dụng vòi sen để ta xả lại. Ta rửa sạch lại chậu vòi sen. Cả bên ngoài, đúng không ạ? Tiếp theo ta vệ sinh phần tường và sen vòi đúng không ạ? Ta làm ẩm tường hết đi.
ta xịt ẩm tường. Sau đó các chị em dùng cái bông mà chuyên để đánh tường nhá, để ta đánh tường. Ta cũng cho kem tẩy đa năng vào mặt xanh này đúng không ạ? Vào mặt mút, mặt xanh là ta trà đều ra. Bây giờ ta sẽ đánh tường là ta cũng đánh từ trên xuống dưới, phải không ạ? Ta cọ từ trên xuống dưới theo chiều zig zag. Giá để đồ này chúng ta cũng dùng kem tẩy đa năng để chúng ta đánh và vệ sinh luôn. Và ta cũng cọ từ trên xuống dưới. Phần sen vòi đúng không ạ? Ta cũng dùng kem tẩy đa năng này ta đánh luôn. Toàn bộ phần dây chúng ta cũng vệ sinh nó. Theo thứ tự là ta cũng vệ sinh là từ trên xuống dưới phải không ạ? Ta quay sang đây ta tiếp tục vệ sinh tường. Các chị nhớ là vào cái phần chỉ của tường này đúng không? Để ta mài bông vào để nó có thể sạch vào những cái đường chỉ tường này các chị nhé. Đặc biệt phần dưới chân tường này là nó bẩn hơn đúng không? Thì các chị em nhớ là cọ đi cọ lại nhiều lần. À, ta cọ từ trên xuống dưới. Zig zag. Nhớ là cọ kỹ phần chân của tường này. Nó bám, có thể bám rất nhiều xà phòng đúng không ạ? Chuyển sang bên này ta cũng vệ sinh tường từ trên xuống dưới. Tiếp tục vệ sinh phần tường phải không ạ? Ta vẫn đánh từ trên xuống dưới. Khu vực mà để giấy vệ sinh chúng ta cũng vệ sinh luôn. Đây ta có thể lấy lắp một cầu vào khỏi vướng đúng không ạ? Nhớ là ta trà zig zag từ trên xuống dưới như vậy. Và như vậy là ta đã vệ sinh xong phần tường. Sau khi chúng ta đã đánh toàn bộ phần tường rồi, bây giờ chúng ta sẽ xả lại bằng nước sạch các chị em nhé. Ta xả lại toàn bộ phần tường. Đó. Khu vực giá để đồ. Các chị em nhớ là khi ta xịt nước chúng ta không để nước nó xịt lên phía trên của mái đúng không? Thì trên là chúng ta đã đấy, sau này ta dùng vòi này xem này ta xả lại toàn bộ phần tường chúng ta vừa đánh đúng không ạ?
Để vệ sinh bồn cầu đầu tiên là các chị em làm ẩm nó đi đúng không? Làm ẩm bồn cầu đi. Sau đó các chị em dùng kem tẩy đa năng này, ta sẽ cho vào bông, mặt xanh của bông. Ta chà đều ra đúng không? Ta sẽ đánh theo thứ tự này, đánh từ trên này trước, đánh xung quanh. Đánh xuống bên dưới này, ta đánh cái nắp trên này trước, lau xung quanh trước này, lau mặt bên trên này. Sau ta đặt đây, xin mặt bên dưới. Các chị em nhớ là khi vệ sinh này ta dùng bông để ta chà nhé, ta không dùng bàn chải vì bàn chải nó sẽ không vào được những cái khe kẽ này các bạn ạ. Ta dùng bông để ta chà. Ta đánh xung quanh. Ta đậy lắp vào các bạn ạ. Ta tiến hành vệ sinh xung quanh của bồn cầu. Cho ta mở lắp ra cái phần bồn cầu mà phía nó không có nước này. Các chị em nhớ là ta cũng dùng bông để ta chà luôn nhá. Còn phần bên dưới đây ta dùng cái bông này ta vắt luôn kem tẩy đa năng như thế này vào đây đúng không? Rồi ta dùng bàn chải ta đánh. Ta đánh lần lượt theo chiều vòng tròn. Đấy, ta đánh theo chiều vòng tròn các chị nhá. Xung quanh xong rồi ta đánh xuống bên dưới. Bây giờ ta sẽ xả lại cho sạch chất tẩy rửa phải không ạ? Ta cũng xả từ trên xuống dưới này, xung quanh này. Nắp thứ nhất này đúng không ạ? Ta lật nắp đây, vệ sinh mặt bên dưới. Nắp thứ hai và bên dưới của lắp thứ hai, xung quanh ta xả thật sạch các chị nhé. Và bên trong này thì ta bấm nút xả nước để xả sạch cái chất tẩy rửa bên trong này phải không ạ? Chuyển sang bước thứ tư, khi làm nhà vệ sinh chúng ta sẽ vệ sinh sàn các chị em nhé. Chúng ta sử dụng một cái xô nhỏ như thế này phải không ạ? Chúng ta sẽ xả nước vào nhé. Chúng ta xả nước vào xô phải không ạ? Sau đó các chị em sử dụng kem tẩy đa năng này, chúng ta cho vào xô nước này. Rồi các chị em dùng bàn chải ta hòa hòa loãng ra đúng không? Sau khi hòa loãng rồi các chị em đổ ra sàn này. Đấy. Ta đổ ra sàn nhá. Sau khi đổ ra sàn người ta sẽ tiến hành chà sàn này. Khi chà sàn các chị em nhớ là ta cũng chà lần lượt nhá. Đặc biệt những cái đường chỉ tường này ta miết đi miết lại cho nó sạch phải không ạ? Đấy, ta cũng chà theo thứ tự, theo đường zig zag. Tất cả những cái đường chỉ gạch này đúng không? Và những cái góc này là các chị em nhớ là ta miết đi miết lại bàn chải vào. Đấy, chà theo thứ tự zig zag này. Miết đi miết lại đường chỉ gạch này. Dần dần là ta dồn đến phía sen này đây các bạn.
Sau khi các chị em trà rồi, ta sẽ xả nước vào xô này các bạn. Để ta đổ, ta dội lại cho nó sạch đúng không ạ? Dội lại chất tẩy rửa cho sạch. Ta có thể kết hợp dùng cả dây này đúng không ạ? Đây, nước lấy nước này chúng ta xả cho nó nhanh. Trong khi đợi nước ở trên sàn này thoát xuống sen đúng không ạ? Thì khi đó các chị em tháo tay, bao tay ra nhé. Để ta gì ạ? Chuyển toàn bộ đồ mà vừa nãy chúng ta chuyển ra ngoài, bây giờ ta chuyển về vị trí của nó, phải không ạ? Ta sẽ xếp đặt vào vị trí cũ. Xếp đặt vào như vậy các chị nhé. Sau khi đã xếp đặt đồ xong rồi thì các chị em ta sẽ đi kiểm tra phần tường nhé. Nếu mà chưa khô chúng ta sẽ dùng cái gạt, tay gạt này chúng ta gạt nước xuống, hiểu không ạ? Gạt khô tường. Các chị em kéo thẳng tay gạt kính xuống. Dưới này ta có thể kéo ngang cho nó nhanh. Đấy. Làm khô tường. Bên này cũng thế, ta kéo tường cho khô. Và thêm nước xuống, đúng không ạ? Sau đó ta kiểm tra bồn cầu các chị em nhé. Nếu bồn cầu mà chưa khô ta cũng dùng khăn để ta lau khô bồn cầu. Khi lau bồn cầu thì các chị em nhớ ta dùng một khăn riêng điện cho nó, phải không ạ? Để ta lau xung quanh này, lau dưới các lắp này. Nó xung quanh. Bước thứ tư các chị em chúng ta sẽ làm đó là chúng ta sẽ gạt sàn. Các chị em nhớ này, ta đặt tay gạt kính này. Đấy, ta gạt dài tay ra. Gạt miết các chị em nhá. Miết mạnh xuống phải không ạ? Đó. Vết nọ đè vết kia như khi mà chúng ta làm kính ấy. Đấy. Kéo dài tay ra. Miết chặt xuống sàn, vết nọ đè vết kia. Ta kéo về phía sen, phải không ạ? Đấy, kéo nước cho nó thoát hết về phía sen. Ta kiểm tra cả phần sen vòi các chị em nhé. Nếu chưa khô thì ta dùng khăn ta lau cho nó khô, phải không ạ? Để ta lau khô sen vòi, phần giá để đồ, phải không ạ? Gạt hết nước về phía sen rồi đúng không? Chúng ta thấy có những tóc rác ở đây, chúng ta vơ nó đi, phải không ạ? Ta cho vào túi bóng. Tí nữa ta mang đi bỏ đi. Sau đó ta lật hẳn cái lắp sen lên các chị em nhé. Ta dùng sen này để ta vệ sinh. Ta dùng bàn chải này, các chị em đánh xung quanh này. Vệ sinh cả phần bên dưới của sen. Cả phần thoát cái dưới này chúng ta cũng vệ sinh này.
cho ta rửa sạch lại xem. Ta úp xuống đúng không ạ? Sau khi vệ sinh sen thì ta sẽ gạt lại nước một lần nữa cho nó khô phải không ạ? Gạt hết để sen. Bây giờ ta di chuyển ra khỏi khu vực nhà tắm phải không các chị em? Thì chân chúng ta đi nó sẽ có cái vết chân đúng không ạ? Thì các chị em nhớ là ta sẽ kéo theo chiều mà chúng ta di chuyển ra nhé. Ta chuyển ra cửa đấy phải không ạ? Và ra đến cửa này các chị em dùng khăn các chị em thấm đi đúng không ạ? Thấm nước đi. Để nó không đảm bảo là không có vết chân và vết dép của chúng ta trong nhà tắm. Ta lau lại phía trước cửa của nhà tắm.